Phật luôn luôn ở trong thiền định. Không phải là sau khi một người thành Phật rồi thì không ngồi thiền nữa. Họ có thiền nhưng không phải là vật vã phấn đấu. Họ vẫn thiền mà không cần phải ngồi xuống thiền. Cho nên chúng ta nói rằng họ không ngồi thiền. Hiện giờ khi chúng ta thiền, chúng ta biết là mình đang thiền. Một vị Phật không biết là mình đang thiền. Họ thiền không với một sự cố gắng nào. Lão Tử nói làm mà không làm, có nghĩa là như vậy. Không phải Ngài nói chúng ta nên ngồi suốt ngày không màng việc trời, không trị nước, không tề gia, không tắm rửa hay không giặt quần áo, ngay cả ăn uống cũng không. Cái này không phải là làm mà không làm mà là điên. Thành thử, ai mà nói là một khi thành Phật rồi thì không cần thiền nữa. Trái lại, cứ cờ bạc và hát karaoke suốt ngày. Đó là trở thành ma. Như vậy là thành Phật phủ định, chứ không phải một vị Phật giống như Phật A-di-đà. Cho nên, khi nào quý vị thấy ai không thiền hay không niệm Phật hiệu, thì quý vị biết người đó là vô minh. Như vậy chỉ hợp với cảnh giới Atula thấp nhất. Người đó bị lừa. Một vị Phật, minh sư đắc đạo, không thiền nhưng mà có thiền. Tại sao? Tại họ phải gia trì cho thế giới, phải gia trì cho đệ tử của họ. Nếu người bình thường như chúng ta gặt hái được vô số phước báo từ thiền định, thì quý vị thử tưởng tượng khi một vị Phật thiền sẽ ra sao. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, khi nào quý vị thấy ai không thiền hay không niệm Phật hiệu, thì quý vị biết người đó là vô minh. Như vậy, chỉ hợp với những cảnh giới Atula thấp nhất, người đó bị lừa. Một vị Phật, minh sư đắc đạo, không thiền nhưng mà có thiền. Tại sao? Tại họ phải gia trì cho thế giới, phải gia trì cho đệ tử của họ. Nếu người bình thường như chúng ta gặt hái được vô số phước báo từ thiền định, thì quý vị thử tưởng tượng khi một vị Phật thiền sẽ ra sao. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Một vị Phật xuống đây mà không thiền thì họ làm gì? Hơn nữa, họ cũng cần phải bổ sung tinh thần, sức sống cho họ nữa chứ. Chúng ta không phải cảm thấy thân thể dễ chịu, tinh thần sung sướng khi ngồi thiền hay sao? Dù chúng ta không ham muốn đẳng cấp bên trong, chúng ta vẫn được như thường. Chúng ta không thể nào chỉ ăn uống thôi mà giữ được thân thể mình khỏe mạnh. Nhiều người ăn mà thân thể họ vẫn yếu, còn chúng ta chỉ cần ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ là tinh thần sảng khoái, làm việc cả ngày không biết mệt. Vì thế cho nên, ngay cả một vị Phật cũng cần phải thiền để phục hồi năng lực. Ăn uống thôi, không thể nào đủ dưỡng nuôi thân thể. Nếu chỉ là một người bình thường thì dù họ ăn nhiều đi nữa, họ cũng không thể nhận lãnh vô số trách nhiệm của một vị Phật. Phật ăn rất ít mà phải gánh nhiều trách nhiệm thì làm sao họ không thiền được. Họ có thiền nhưng không phải vất vả nhiều như chúng ta hoặc không phải gắng sức nhiều như chúng ta. Phật thiền một cách rất tự nhiên, thoải mái. Bắt đầu thiền chẳng bao lâu là họ nhập định và họ ở trong đại định ngay cả những lúc không thiền. Họ sống trong đại định 24 tiếng một ngày và có thể thiền bất cứ lúc nào. Cái đó kêu bằng thiền mà không thiền. Tu hành không phải chỉ có ngồi thiền, nhưng họ vẫn ngồi thiền để làm gương cho đệ tử. Nếu không, ai cũng nghĩ rằng thành Phật rồi không cần phải ngồi thiền nữa, chỉ có hưởng thụ thú vui trần tục. Nếu vậy thì người nào cũng làm như vậy và ai cũng có thể làm được. Nếu không cần phải thiền thì những người lười biếng cũng có thể tuyên bố là họ thành Phật rồi. Cớ đó thật là hay. Còn lâu. Hãy nhớ rằng sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài tọa thiền mỗi ngày. Vì vậy, kinh điển mới nói rằng mỗi khi Phật Thích Ca xuất định là Ngài bắt đầu khai thị cho đệ tử. Họ đâu bao giờ nói rằng Ngài khai thị cho đệ tử sau khi ra khỏi phòng tắm hay sau khi chơi karaoke, múa hát hay cờ bạc đâu. Không bao giờ. Thành ra, đọc kinh điển mà không thật sự hiểu thì sẽ có hại cho chúng ta. Sự tu hành của chúng ta sẽ bị xúc kém. Chúng ta khoác lác, ham danh, ham lợi, làm hại chính mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 29 tháng 4 năm 1989. Tốt nhất là làm một người bình dị, nhưng điều này không cố ý. Chúng ta nên đạt tới trạng thái là người bình dị, nhưng không cảm thấy mình bình dị.
Thượng đế là tình thương thấm nhuần mọi nơi, cho nên khi nào chúng ta làm việc gì trong tình thương, Thượng đế sẽ giúp chúng ta. Niềm tin phải vững mạnh hơn sự sợ hãi, đó là bài học. Vì Phật luôn mạnh hơn lực lượng phủ định, cho nên nếu quý vị sống với Phật, quý vị sẽ không sợ hãi. Lời Pháp Cam Lồ của Thanh Hải do Thượng Sư. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 81. Chúng ta dùng sức mạnh cả thể xác lẫn tâm linh để làm đẹp cho đời sống và làm đẹp bất cứ nơi nào mà chúng ta tới, dù địa ngục, thế gian hay thiên đàng. Chúng ta làm tất cả trở thành thiên đàng. Đó là công việc của chúng ta. Chúng ta phải như vậy. Tôi nghĩ đó mới là đường lối của thánh nhân. Điều duy nhất mà chúng ta có thể là làm gương tốt cho người khác noi theo, để lợi ích cho họ, rồi trở thành một đại gia đình, rồi chúng ta mới mang thiên đàng xuống địa cầu. Đó là điều duy nhất, tốt nhất mà chúng ta có thể làm trong kiếp này hay bất cứ kiếp nào khác. Dù có đi theo con đường gọi là tu hành tâm linh đi nữa, chúng ta vẫn phải luôn luôn kiểm soát chính mình, đừng để đi theo con đường tu hành vật chất. Vì nếu chúng ta đi theo để đạt thêm lực lượng, để có thể chỉ huy kẻ khác hoặc chiếm đoạt gì đó từ vũ trụ, từ người khác, thì chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Đây cũng giống như cách tu thần thông và các loại tu di vật khác. Dù quý vị theo con đường chính đáng, vẫn phải luôn luôn kiểm điểm chính mình. Đừng theo vì những thành đạt, mất còn về vật chất cho riêng mình, hoặc vì tên tuổi, danh vọng, này nọ. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 11 tháng 7 năm 1995. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 81. Hãy là một đại ngã. Cho nên, bây giờ hãy nghĩ lại, quý vị có thể làm được gì cho mình và cho thế giới. Quý vị không cần gì cả, không bao giờ cảm thấy mình cần gì cả. Đừng bám vào mẹ như khi còn nhỏ. Chúng ta phải trưởng thành. Chúng ta không cần gì cả, dù có chết đi nữa thì có sao đâu. Ai cũng có ngày phải chết. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không chết vì chúng ta đã tìm được đời sống vĩnh cửu. Dù cái vỏ bên ngoài của chúng ta có bị phá hủy cũng không là gì cả. Nó chỉ là bộ máy. Nếu xe quý vị hư thì mua xe khác. Khi thân thể chúng ta mất đi thì chúng ta tạo ra cái khác. Khi tới lúc, tới thời điểm, khi cần đến, chúng ta có khả năng sáng tạo, cho nên đừng sợ gì cả. Nếu quý vị nghĩ tôi xứng đáng làm thầy quý vị, thì hãy noi gương tôi. Tôi không phải hãnh diện mà nói như vậy. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Mặc dù quý vị có thể nghĩ rằng tôi kiêu hãnh, nhưng tôi phải nói tất cả cho quý vị nghe để quý vị học cho lẹ. Tôi đã từ bỏ thanh danh của mình từ lâu rồi, vì nhiều người đôi khi vẫn còn hiểu lầm. Bất kể mọi sự hy sinh và phụng sự vô vụ lợi của tôi, con người vẫn cứ hiểu lầm. Đôi khi kể cả đồng tu mới nữa, tôi đã quen không có thanh danh từ lâu rồi, vì tôi không cần. Dầu sao, thanh danh cũng là một trong những rác rến dư thừa, vì linh hồn chúng ta là Thượng Đế, đồng một thể với Thượng Đế, mà Thượng Đế là chúng sanh quy hoàng nhất, thì ai có thể làm tổn thương thanh danh của Thượng Đế được chứ? Những lời trống rỗng trên báo hoặc màn ảnh trống rỗng trên truyền hình không thể làm nổi, không là gì cả. Cho nên, chớ sợ hãi vì chúng ta không có gì để mất. Chúng ta không bao giờ được cái gì vì chúng ta có mọi thứ. Chúng ta không bao giờ mất cái gì vì chúng ta có cả vũ trụ. Khi quý vị ở trong nhà, đó là ngôi nhà của quý vị. Cho nên, khi chúng ta ở trong vũ trụ này, nó là vũ trụ của chúng ta. Ngay cả trên quan điểm của trí óc, chúng ta là chủ nhân của vũ trụ. Cho nên, đừng coi thường chính mình, mà hãy nhớ quý vị là ai. Quý vị không cần gì cả, không xin xỏ gì cả, mà chỉ bố thí. Quý vị bố thí từ năng lực của mình, từ phẩm tính tốt của mình, từ phẩm tính Thượng Đế của mình. Cho nên, đừng bận tâm đến những việc nhỏ mọn làm quý vị khó chịu. Không có gì làm quý vị khó chịu hết. Nếu đừng để nó khó chịu mình, đừng chấp vào những vấn đề nhỏ nhặt mà thế giới đem đến cho quý vị. Nó chỉ là bụi bặm dính trên người khi đang đi trên đường. Quý vị có thể để kệ nó ở đó hoặc phủi nó đi tùy ý. Nhưng nếu muốn để bụi bặm ở đó thì đừng than phiền. Hãy là một đại ngã.
Tôi tin tưởng vào đại ngã này, cho nên tôi làm những gì tôi làm. Đại ngã của quý vị, đại ngã của tôi chỉ là một đại ngã. Nó là cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế. Ngoài cái này ra, không có Thượng Đế nào khác. Cho nên hãy tìm Thượng Đế này, luôn luôn tin cậy vào Thượng Đế này và đừng lo gì bụi bặm. Chúng ta lúc nào cũng có thể rửa nó đi bằng ánh sáng và âm thanh. Tôi mong quý vị hiểu thật nhiều về sự đẹp đẽ của mình. Tôi nghĩ nhiều người trong quý vị đã cảm thấy điều này sau khi tâm ấn hoặc trong khi tâm ấn. Một số quý vị vẫn chưa theo kịp, nhưng đừng quên điều đó. Hãy là một Thượng Đế trên trái đất, bước đi như Thượng Đế, làm việc như Thượng Đế, nói chuyện như Thượng Đế, làm mọi việc tốt, lợi ích cho kẻ khác, nói mọi điều tốt, lợi ích cho kẻ khác, nghĩ mọi chuyện tốt, lợi ích cho mình và cho kẻ khác. Đừng làm ô uế mình với những ý nghĩ, lời nói và hành động thấp kém, làm hạ phẩm giá quý vị. Hãy nhớ, quý vị là một đại trượng phu. Dù quý vị là nữ giới, cũng đừng hành động như con nít yếu đuối, vì quý vị không yếu đuối. Đừng tin rằng quý vị yếu đuối rồi lấy cớ để được người khác thương hại, vì đó cũng là rác rến. Sự thương hại cũng là rác rến. Quý vị đã có quá nhiều rác rến rồi, Thượng Đế sao lại muốn thương hại để làm gì? Cho nên, tôi hy vọng quý vị tìm cách bước đi như Thượng Đế. Khi nào cảm thấy buồn bã, chán nản, quý vị hãy nghĩ tới tôi. Tôi đâu có mạnh hơn quý vị đâu. Tôi không có học vấn tốt như quý vị. Tôi không sinh ra trong một xứ sở vĩ đại như quý vị. Và tôi làm được những việc mà tôi đã làm, thì quý vị cũng làm được. Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị tại Bá Linh, Đức, ngày 5 tháng 5 năm 1993. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 81. Tu hành không phải là con đường một chiều. Vấn: chúng ta phải làm việc ngoài đời, nhưng không thể lúc nào cũng lựa chọn công việc và người chủ. Đôi khi chúng ta gặp những người chủ không thành thật và ép chúng ta phải nghe lời họ, vì chúng ta đang làm việc cho họ. Họ bóc lột chúng ta, muốn tiền bạc và chúng ta phải theo. Làm cách nào để củng cố việc này bằng tâm linh? Nếu làm việc cho sư phụ ngày 24 tiếng, tôi cũng làm. Nhưng tôi phải kiếm tiền nữa. Sư phụ: quý vị không cần làm việc cho tôi ngày 24 tiếng. Quý vị chỉ cần ngày 2 tiếng rưỡi thiền cho chính mình là đủ. Để trả lời câu hỏi của quý vị không cần nghe theo lời của ông chủ, chỉ cần làm việc cho ông chủ thôi. Quý vị làm nhiệm vụ của quý vị, làm thật hoàn hảo, lãnh lương của quý vị. Ông chủ có thành thật hay không, quý vị không cần quan tâm. Bởi vì quý vị thật ra đâu có biết ông ta thành thật hay không. Nếu quý vị biết và nếu cảm thấy khó chịu thì bỏ đi kiếm việc khác. Là một chủ nhân, ông cũng là một địa vị rất khó. Quý vị bị áp lực của ông chủ và việc làm thì họ cũng có áp lực từ công việc của họ, từ hoàn cảnh chung quanh và những khía cạnh khác liên quan tới địa vị, công chuyện làm ăn. Họ cũng phải phấn đấu trong thế giới đầy tranh chấp này để mà sống. Đôi khi họ bắt buộc phải làm những việc mà lương tâm họ không cho phép. Cho nên, chúng ta thật sự không biết. Hãy tha thứ nếu họ có lỗi và cố gắng làm việc hết mình. Làm chủ khó lắm, nói quý vị hay. Nếu làm một lỗi, có thể bị mất hàng triệu đồng, cả hãng sẽ bị đóng cửa và hàng ngàn người sẽ bị mất việc. Cho nên, trách nhiệm và áp lực đè lên người chủ đôi khi rất khủng khiếp. Vì thế có lẽ chúng ta nên thông cảm cho người chủ hơn. Vấn: sư phụ nghĩ thế nào về sự hung hăng và là một đồng tu? Tôi xin giải thích với ngài. Nếu chúng ta có bổn phận phải hung hăng trong nghề nghiệp, thí dụ như phải binh vực cho bạn đồng nghiệp, phải điều đình với chính quyền, vân vân, chúng ta bắt buộc phải hung hăng để binh vực cho mọi người. Sau đó có khi lại cảm thấy sai quấy vì nghĩ rằng ta là đồng tu, cả ngày nay ta hung hăng quá, không tốt. Nhưng hung hăng vì lý do tốt để binh vực cho người dân, như vậy có thích hợp với quan niệm của một người tu hành không? Sư phụ: nếu quý vị phải làm việc trong thế giới này, đôi khi không tránh khỏi. Trong một vài trường hợp phải đạt cho kỳ được hay có thể nói là hung hăng, nhưng chúng ta không thể tránh được. Có khi người ta không chịu trả lời với lời lẽ ngọt ngào, không chịu nhận thái độ của tình bạn hoặc sự cao thượng,
Họ cho đó là yếu đuối, cho nên họ thích gặp những người dũng mãnh hơn, nói thẳng vào vấn đề và không sợ gì cả. Trong trường hợp đó, quý vị phải dùng vũ khí mà họ muốn. Làm người tu hành không có nghĩa là chúng ta chỉ luôn luôn dùng một loại vũ khí hoặc một thái độ giống như đường một chiều. Người thế gian, họ cần rất nhiều đường, nhiều lối để đi đây, đi đó. Quý vị không thể nào cứ dùng đường một chiều đó. Vì vậy, sự hung hăng hay ngọt ngào, quý vị phải dùng tùy theo trường hợp. Đừng tự trách mình. Quý vị dùng cách nào để thành công cũng đều được, miễn là đừng làm hại đối phương bằng sự giận dữ của mình, bằng sự cố tình ác độc để làm tổn thương tới thanh danh, tiền tài hoặc địa vị của kẻ khác. Quý vị phải làm những gì phải làm để đạt được những gì công việc của quý vị đòi hỏi, và đó là bổn phận của quý vị. Không sao cả. Giống như con cái chúng ta, đôi khi chúng hư, chúng ta phải dùng uy thế để đối xử với chúng, để chúng đàng hoàng trở lại. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Ba Lê, Pháp Quốc vào ngày 24 tháng Giêng năm 1997. Nguyên văn tiếng Anh và tiếng Pháp. Bản tin số 81.